Nhưng từ khi ứng dụng giải pháp vườn sinh thái, ông đã có nhận xét. Lợn nái đã tăng sức đề kháng lên nhiều, con sinh ra khỏe mạnh và gần như không bị bệnh đường ruột. Lợn nái chỉ sau 5 ngày đã có thể phối giống trở lại, nên đạt năng suất cao hơn, lợn thịt da hồng hào, khỏe mạnh, rút ngắn được thời gian nuôi từ 15 đến 20 ngày so với trước kia, và đặc biệt mùi hôi của chất thải đã giảm đến 90%. Qua mỗi lứa xuất chuồng đã cho chi phí giảm từ 20 đến 30% so với trước kia. Chất lượng thịt được thị trường đánh giá cao. Theo ông thì đây chính là những điều mà bà con chăn nuôi đang rất cần hiện nay. Trước khi tôi chưa sử dụng cái vườn sinh thái này thì thứ nhất là con lợn ấy, khi là xuống ổ tách đàn ấy, nó phải từ 10 đến 15 ngày thì nó mới đi giống. Thế nhưng mà từ ngày tôi sử dụng cái này thì 5 ngày nó đã đi giống rồi. Có khi là xuống tách đàn 3 ngày đã đi giống rồi. Khi con lợn nái ra đẻ ra là trước mắt là nó đều lợn, con lợn khỏe. Nó so với sức độ tăng trưởng của con lợn ấy thì đúng là rất là tuyệt vời. Thứ nhất là thời gian được ngắn. Thời gian ngắn thì chúng tôi trước kia là chúng tôi nuôi từ 5 tháng rưỡi đến 6 tháng mới được xuất chuồng. Nhưng chúng tôi nuôi từ bắt đầu là con lợn xuống ổ, từ lúc đẻ sau đến lúc được bán chúng tôi chỉ được là 5 tháng 10 ngày, 15 ngày là chúng tôi đã được bán. Cái trọng lượng nó bằng lúc là 6 tháng. Nếu mà nói đến thương lái thì người ta vào lợn nhà tôi thì ít người bỏ ra. Đấy. Vì vào đến nơi cho người ta nhìn con lợn người ta đã mê mất rồi. Khi tôi sử dụng cái vườn sinh thái này là được rất hay, là trước mắt là tôi cứ mùi là cũng được hạn chế đến 95%.